xin chào cả nhà, chúng ta lại gặp nhau. Thì những ngày qua có một số khách hàng nhắn tin qua shop mình với nội dung như vậy: em ơi, sao mà vừa anh mới nhận cách đây có 1-2 ngày anh đem khui ra cho gia đình mình ăn thì vừa nó có mùi hoa dầu đó em. Hoặc là một cái tin nhắn với nội dung như vậy nữa nè: chị ơi, sao mà dừa của mình nó nhanh hư hơn dừa thường quá vậy chị? Em để bên ngoài mới có một tuần, hôm nay em đem ra khui cho gia đình mình ăn á thì dừa nó bị hôi chua nè, cơm á thì nó lại nhão nữa, sao mà kỳ vậy chị? Thật ra đó các bạn, thì dừa sáp của mình nè, nó sẽ có lượng dầu ở bên trong cơm dừa nhiều hơn lượng dầu so với trái dừa thường. Cho nên là khi cái nhiên dừa sáp mà mình đã lột ra như vậy nè, thì thời gian mình để bên ngoài tầm 7 cho đến 10 ngày là dừa sẽ có hiện tượng hôi chua nè, hoặc là hôi dầu nè, hay còn gọi là khẳng dầu đó. Hay là tệ hơn nữa là dừa mình sẽ cơm nó sẽ nhão nè, nhão cơm nè, mình không thể nào ăn được luôn. Cho nên là khi các bạn mua dừa sáp về mà mình không có thời gian ăn liền được, hay là mình bận một cái công việc gì đó mình không thể nào ăn liền được, thì các bạn nên để dừa sáp vào ngăn mát tủ lạnh. Khi mà mình để dừa sáp vào ngăn mát tủ lạnh á, một là mình có thể để nguyên trái dừa như thế này nè, mình để vào ngăn mát tủ lạnh luôn. Hai á, là các bạn có thể lột cái phần vỏ này đi nè, cái phần vỏ này nè, và chỉ còn cái gáo dừa thôi, và mình sẽ để vào ngăn mát tủ lạnh. Khi mà các bạn để vào ngăn mát tủ lạnh á, thì dừa sáp có thể bảo quản được từ 2 cho đến 3 tuần, dừa vẫn giữ nguyên chất lượng và ăn vẫn ngon đó. Chủ đề mà mình chia sẻ đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn. Nếu các bạn thấy kênh của mình bổ ích, hãy nhấn like, share, đồng thời nhấn vào cái chuông đăng ký ở bên dưới, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ.